Truyền thống hàng năm của bà con đồng bào Chăm tỉnh Phú Yên với mong ước mang lại cuộc sống ấm no cho cộng đồng ở các buôn làng, là sự hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật. Hallelujah, and Lord, and
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.